nâng đời sự đại gia thà là đời cây lên sôm namaska chấm po bệ thề ra krupa ong sôm namaska chấm po cần cha na chiên độ thai đời sự đại krupa hay sôm chấm ran po đời nhận nhôm chấm po borisan rosary krupa ru tăng o po đại miền vật miền nước non rồng bòn này đại cầm phong sđap bát thù đời chất chăng giật chất tục đã rủ hết nhận nhôm, bao màn kề hay, nè bàn bùn kề, pram kề, nằng thàm à nó, thua bao rủ chăng á nhôm, nằng này, tại nằng bao trăm mình trăm mình đăng thế, nhận nhôm xong bạn này xài đã bị bàn tràn, nằng bàn châm ran đã đòi pành nha. Nà nực nông ngày nay để dược bàn phù hợp phù bồn khuôm nà chùn lục nẹ đại bàn phù mẹ ra nạ ca tức càng lục khăn bục ở đây phù bồn bà chạy bùn ở đây có chị ca ở sài đòi bàn sẽ đập nơi bà thù mẹ nếp bó nâng ai miền bánh nha dù đăng tìm nòm khả nìa chân cao thế nâng ai chân nhận nhôm trời sẽ đập bài bàn cho ra sắp xóa xí xóa mình sẽ đại gồm sắp thamát xí xa xóp mình chân này chôn biếl mình sẽ ếch nâng bạp chẳng lái bình đất mình nghĩ nâng sẽ ếch nữ bệ sạch thòm nó nhìn nhớ nhìn nhớ xong bạn này xay chìa bình đất đó nà rưu cô xong bạn xay chìa sắp thamát nâng thamát khuyên xa xóp cơ thà ọt chân này xoay xoay nâng châu chất nè hãy chuẩn bị có na na đấy nhìn nhộm cho chập cặp sầm lấp cho chật phơi bạp xem xỉn tai nè sần sau một bạn để say chiết chia bẩn đất đất nát cho chật phơi lõ cho chật sập bạch thổ không thằng ngày nắng khởi nếp bọ bạn để muốn bờ sông màu cột vọt tràn vọt hay miền bờ sông cột là từng phong hay con chả cột vọt từng o bạn để muốn màu nắng bạn chỉ thò mà tiên sợi sợi chạy chuẩn nhìn nhộm bật bò để sẵn hai nhận nhôm Phật Bồ Tát sát nơi nơi phum prai sầm rong là không có thông sọc có thông khai cẩn đa này vợ nè mà phiệp lọt mà phải đọc nam mà nói vợ là khan mọi dù đại hải nhận nhôm cho chất đập thua cho ra nè vợ men lược chứ nghe nói nhận nhôm men mà khen tật phiệp chết sát đài là nơi khang có hay nó cứ thả đập thua cho ra cục kia chẳng cứ thả cho chất nơi bật thua xong xong bạn sai chiết chiết bẩn đất rồi đấy chẳng hạn phép này cao để dương ban sản xong bẹp ni đời lùm cha thầy đã cổ bọn ban phô hỏi ni nhân nhôm bột bò để sát còn bây miên cạp chật trong đồng cò sật thiên nâng ỏi mòm tôm nếp bó nơi khăn ông bật trai bị đọa lê là sai sập buồn tùm bò là cao sập buồn vô ná tê và đá muối ban tự buồn được khăn ông sầm nạp ra là miên bập hiệu nhìn nhôm chăm sẽ đạp mở tê và đa gọt bồ mạch thà à quay nó chìa côn là chết nhang sầm rách và giao nâng ao đo chà chùa đi à quay nó đây bộ côn đầm côn tục lọ hơi nó bị ban sầm rách hay à quay chìa kéo rộp bó chôn tàng lai hay à quay chào nôm vô tư mạnh bản à lời nhìn nhôm chào sân á thamàm toàn lược vô bồ tư ca bồ sầm á sầm bột chào ấy nhôm xạ cho lòi tình mới nhôm sọc có thông vào nè nó sẽ cái đây là o nè bộ bốt xâm đánh bởi rú hả nè bộ lời nhìn nhôm chê chê chiêng bộ bốt tiết đó nè nè miên buôn chùm nói vào nè nè à với đây nhăn xâm rách phải giao cho dương ban đo chà chỉ riêng nhìn nhôm nè 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 bộ xà là nhôm ban sẽ đạp mùi vào nè nè hay à với đại bục cô đồng con lọ hao ấy nó ban sầm rai bây giờ tay kia nhổ nè hay là với đại chiếc keo đồng bo chôn chẳng lại bà nhà nó nè hay là với cứ tha trao nom cho tôi mình bán hiểu bọn xà thu chlạp na nhận nhôm nó nè nè ngay miền sập hiệp chlạp chẳng ngại bây giờ sầm sầm bốt bọn sầm đánh chlạp tôm
nè tê và đa vinh phở liêm liêm này phở ông xâm đại anh ta xây láng dư viết chê rìa xà thủ thế nế sật thiê xà thủ bật tất thị tà bánh nhá nở riêng năng rót bằng nặng bánh nhá chào rế tu hạ rõn tệ thế nế nè bây giờ xâm đại anh ta phở xâm đại anh ta xơ lấp phở chìa côn là chết nhang và giao cho ai xâm rách đó chá chô rì nè nhìn nhớ nè bây giờ xâm phút bóng xâm đánh chẳng chăm phong nó sơ là nhìn nhớ tình bóng sơ là nè nè hay bây giờ xâm phút bóng cháu lòi tiết thá xa thu sật thiết bật tất thể tả sật thiết đai bục cố nè đầm co tục mòm hay kia ta ai bàn xâm rách và giao cho nè nè nàng ấy hai mối tiết Prasamasamput bảo ông sầm đại anh tham ấy Panya Nariyanang Ratanang Panya này anh cư chia nàng cư chia Ratanang chỉ kéo nó làm đáp nhận nhôm Phật Bồ Tát tương lai này anh đó Prasamasamput bảo ông sầm đại tiết tha Ponyang chào rế tu hà ran tế cái tha bón nó chào mà ai lui vô tập ba này rồi hết nhỉ nhớ nàng ấy bắt đầu tập mà nó vừa nàng ấy miền ắt tận đây là ô na nhận nhớ được không sa rập thà ti bẩn đi đại lục ban bẩn yul được không sạch đầy nắng na ta hang ấy vậy đại bục cô là miền ca và prat miền ca là xa là ô hơi nắng ấy nhăng và giáo oai sầm rái tha mau bị nhận nhớ bật bò để sạt nắng sầm tiền sờ nắng cứ sờ nắng ấy vì là ô nhận nhớ vì làm ô từ tam ấy từ ta là ô cực vầy sở lắm bởi bần tay này rương rốt tận nạc vật thô rương keo mình đi lúc bởi vô chẳng đấy bởi ếp xin xin chẳng ô đầy nhiệt nhôm không bằng bẹ lạc sở co tăng ô ní vì làm ô bán tam vầy tê thì ai sở làm ô nhiệt nhôm cực vầy tăng ô chưa chẳng ngọt bởi nhiệt nhôm xa mưa làm chừa và sao mưa tam thơm mà nhôm nhôm cha hơi nhôm vô có vợ lại thôm thôm hay bẹ lương bẹ khương ở lăng cao xa an thưa đi chỉ nợ là bám nhắn đó hãy đào cặp xà mớ nhôm hãy đào cặp ruộng bòn mớ cái thảm ấy đâu dây tiểu vậy nè mẹ đấy nàng chân khương ở lăng ca khương sầm liệu bẹ tầng o nắng vì làm ô ban ta tam vây chăng tê vây kê cái lọc hồ môm á hiểu lúc bà vô chăng kê vây cái lọc hồ môm nó kê tha bẹ tức sạt lò chăng tê kê tức xa tại vây nhìn vô mấy